Hello, xin chào cả nhà nha. Nay tôi bắt thầy làm món quay quay đây là cả nhà cũng biết rồi, bán được món gì nha cả nhà. Đây bún đậu mắm tôm nha cả nhà. Rồi, làm rồi quay cho cả nhà coi luôn nha. Trên chả nha cả nhà. Chả thì nem nha cả nhà. Em chiên lại cho nóng nha cả nhà. Chiên đậu hũ nha cả nhà. Bên kia nồi đang luộc thịt. Đây đậu hũ luộc thịt tôi. Cắt chả nha cả nhà. Cắt chả với cắt nem ra nha. Làm hai món nha cả nhà. Chả nay mời cái này là mình làm ăn bún mắm tôm nha. Còn em đang làm mực ở dưới, làm mực rim nước mắm nha cả nhà. Giờ đang chuyển mưa rồi nha. Chuyển mưa tới rồi. Nem nha cả nhà. Đậu hũ nha cả nhà, đậu hũ chiên vàng nha, giòn luôn nha. Mực làm ra là sạch cả nhà, làm sạch được như đây à. Làm mắm tôm nha cả nhà. Này là quan trọng là mắm tôm nha, mắm tôm nha. Này làm mắm nha cả nhà. Làm mắm tôm nè. Làm tôm mắm tôm nha. Này là ăn cái này quan trọng là ngon cái này. Chấm này nha. Thêm chân thêm đồ nữa. Đây, mực rim nước mắm nha cả nhà. Chính là cắt thịt nha cả nhà. Thịt ba chỉ á. Mắm nha cả nhà. Đậu hũ, bún, rau. Rồi cái này nem chả.
thêm bụng đây nữa, nên thịt thịt luộc nha cả nhà. Ngoài ngoài trời là đang chuyển mưa lớn nữa cả nhà, nay là mưa lớn là mắm phải tắt ớt bên này còn thêm rổ rau nữa nha, bỏ vô mâm ớt rau là rồi, mắm bụng mắm tôm là xong nha cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức về tay bác sĩ luôn nha. Thấy mưa quá trên thùng chạy. Quốc vừa đã tới luôn cả nhà. Mưa nay mưa lớn. Nay mưa lớn đó. Nay 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 tay bác nay tay bác sĩ và thưởng thức xong cái này là mưa lớn xong là đi kiểm cốc nhại ếch luôn rồi nha cả nhà. Cái gì rồi, mời cả nhà thưởng thức cùng tên bác sĩ nha. Mời cả nhà cùng ăn tối luôn. Bún đậu mắm tôm. Rồi, ngồi xuống đi. Đây Quốc nha. Chào cả nhà. Rồi, nha. Tối vui vẻ nha. Ngoài mưa lớn lắm. Ngoài trời thì đang mưa gió nha, đang mưa gió thôi. Mưa thì mọi rào chưa mưa lớn nhưng mà gió nhiều. Trắng trời mưa đều không biết sợ gì. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Ai ăn mặn ăn lạc thì cái thêm ấy vô nha, còn cái này là thêm nha. Này là cái tổng hợp cái chung này. Thì này cốt này 10 chén nha cả nhà. Trời hai cần đi. Thôi đi, dưới mưa. Con chim nó kêu luôn kìa. Vậy nuôi sống là đi bẫy luôn đó. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Và mắm tôm nha. Trời ngoài đang mưa luôn cả nhà. Thịt như nha. Bên cả hầm mấy bữa nay quá rồi. Em mưa mấy bữa nữa là còn làm muối lên nhổ làm muối quay cho cả nhà coi nha. Ăn chờ mà vừa hôm nay chờ làm muối. Rồi mà cả nhà ăn cũng bánh chén cùng buổi chiều cùng tem nha. Mắm luôn nha. Mày cũng ăn nữa. Làm mắm nha. Đúng bữa nay ăn cái này là đúng buổi chiều mưa gió luôn ha. Ăn cái này có người yêu hung cái thôi, trời mưa này nó chạy về nhà luôn. Chạy nhà lấy rửa chén. Mưa lớn nha cả nhà. Mưa quá lớn luôn.
Rồi, video từ đây cũng kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà mưa tối vui vẻ bên gia đình nha. Đây tên bác sĩ cũng mưa gió, mưa giờ cũng tạnh này. Cùng kết thúc video để tên bác sĩ luôn đi tìm con cóc con nhái nha cả nhà. Bắt con cóc con nhái nha. Rồi, bây giờ thì chào cả nhà. Lo lắm rồi á. Mình nhớ với nhà đặt xe lên Phước nè. Con trai đặt xe lên Phước nha.